hấp dẫn luôn. Cái này người ta cho thêm cà rốt với cái thiền ấy, mà anh em ăn số lượng mì nhiều mình không có sao còn đó. Bò cái bắp thừa bò nó bung, cái thịt gầu nó bung. Món gì hả? Món gì hả? Món của vừa qua em có ăn chưa? Rất là ngon luôn. Xin chào cô bác chị Hoàng. Trước tiên Sơn xin kính chúc cô bác chị Hoàng sức khỏe giàu năng. Hôm nay Sơn làm cái món mì bò của Đài Loan. Cái này thịt gầu mình sắc trùng khử mùi, mình sắc vuông vuông thế này. Thì có ít thần long và thịt bắp. Bắp cũng vậy, sắc gọi luôn cho nó tiện. Thì có chuẩn bị mớ xương ống. Xương ống này mình nấu nước dùng. Để nước tương và này mới bò. Bò hồi mình phi tỏi rồi mình làm cho nó thơm, cho nó có cái độ mỡ nước dùng nó ngon hơn. Thì tàu mùi mình có chuẩn bị 5 cái vị thuốc bắc làm tàu mùi, nào thảo quả, bốc tư vị với khâu, cam thảo với đinh hương. Đây là hũ tương tỏi ớt. Thì có nước tương xì dầu tàu màu. Thì củ trắng, gừng, ngò hạt niêm, tỏi rồi bình thường thôi. Mình cho xương vô mình nấu nước dùng cho nó ngọt. Cái số lượng nước nhiều mình nấu hồi là nó sắc xuống. Miếng hành tím ngọt, nước tương, dầu hào, hạt niêm. Tỏi ớt, sa tế, vậy được rồi, mình lấy ra. Lấy ra mình cho vô đây luôn. Thôi mình loại bỏ cho nó dễ. Cái tóp mỡ nó vậy được rồi, mình lấy ra loại bỏ phần tóp mỡ này. Mình gấp ra. Gấp ra mình cho vô đây luôn cho nó tiện. Mướn hành lá mình cho vô luôn, cho gừng vô, chút xíu tỏi, tỏi với gừng thơm. Bò nó săn vậy được, cho vô nồi nước dùng luôn. Cái nước dùng mình vớt bọt kỹ, cái nước dùng nó trong. Cái xương mình nấu là tầm nãy giờ tiếng, cho mình vô, vô này hầm tiếp. Để cái tàu mùi mình cho vô luôn. Niêm luôn, chút xíu đường phèn với đường cát, hạt niêm, bột ngọt, muối. Còn cái khăn lông, cái thịt bò này nó chín mềm mình mới cho khăn lông vô. Tại khăn lông là nó mau chín lắm, mình cho vô cái này hồi nó mềm quá, không ngon. Thì mình hầm từ sớm giờ, mình loại bỏ phần tàu mùi ra, cho cái khăn lông vô. Cho ít hành lá vô, nó thơm nước,
gấp cái thằng lòng này ra, lòng này chín ra. Để ra lâu quá không ngon. Dài. Và bò theo kiểu người qua ha. Rồi. Một người một cái lẩu với là 10 gói mì. Mì thì lột sẵn rồi đây. Em mình điểm coi như là một hàng như là 5 gói, hai hàng là 10 gói. Thứ hàng, anh ba ha. Rồi. Có thiếu nước thì có tô nước sẵn đây ha. Rồi. Ăn mình tính số lượng là thịt với mì thôi, nước không tính ha. Rồi. Ăn không cần hết. Trong vòng cho hai anh em chọn bao nhiêu phút. Hôm nay cho anh em quyết định cái thời gian đó. Nóng cho 20 phút đi. Sao thì ăn hàng được không? Được không? Được thì lộm hàng. À, anh em hiểu hết phải không? Rồi. Nhưng bây giờ thế này là 20 phút phen. Hết trước có 1 triệu, hết sau có 2 triệu ha. Như thường lệ. Đây mình đợi đây ha. Anh em hiểu hết phải không? Rồi bỏ mì vô đi. Khi nào mì chín có quyền tắt. Rồi hai anh em tự xử, không ai phụ hết, cho công bằng luôn. Trộn mì chín rồi lấy ra bỏ vô, hai anh em tự xử. Cái thịt bò, cái mỡ gầu đó ngon lắm đó, nó mắc hơn cái thịt đùi luôn á. Con bò thì nó chỉ được tầm khoảng chừng 1 kg, 1,5 kg là dữ lắm rồi, con bò lớn. Đó là mấy quán phở người ta dặn hết, ít khi nào mà còn. Có thêm nước, chai nước cho thêm anh ba, nó có nước em có lại sẵn tô đó, thế ăn. Hai anh em chuẩn bị đi, hai anh em ăn là ngang nhau đó. Số lượng lớn thì thằng không qua anh, chứ mà số lượng ít thì thằng ngang anh đó. Nghe nói thì thằng ngang sao tay gung quá anh không? Sợ sao gung vậy? Thắng đấu rồi cũng đợi. Tên rùa bữa đó thắng được 3 mà cũng chết. Thêm tốn là tốt. Bỏ vô hết luôn anh. Tự xử phỏng kháng chịu. Nói chơi chơi làm gì có chịu phỏng anh bọn. Rồi thế hàng sao bỏ vừa vô đi. Rồi xong 1, 2, 3 bên. Cái bàn có lũng không vậy? Rồi góc 5 gói có lũng rớt dưới không nha. Rồi xong hen. Rồi chuẩn bị thì ăn từ từ mình tính, chứ để thời gian của bác chị bạn chờ lâu nha. Rồi sao cũng đại diện hai anh em tổng ơi, của bác chị bạn dùng mì bò với hai anh em của mình. Rồi chuẩn bị 1, 2, 3. Thời gian ăn cái con khó là mình trộn mì cái. Hôm nay không để anh em phụ, bữa nay hai anh em tự xử luôn coi sao. Cách ăn của người nào hay hơn người nào cũng là một cái lợi thế đó. Chở mì đi anh ba, chở mì đi Thế Hằng ơi. Hồi nó chở mì xong em tắt lửa đi anh ba ơi. Thế Hằng ơi, chở mì xong tắt chứ để là hồi nó nở mấy ngày luôn. Chà, mình nghĩ chắc hai anh em phải ăn thịt bò ăn sao quá. Rồi tắt lửa lên bò. Thế Hằng tắt chơi em. Chị này chị cũng lanh lắm, chị tắt sớm rồi. Rớt, 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 rớt
gồm có kịp mấy thằng ở dưới này không? Đó, hai thằng dưới. Rồi lấy mấy anh Quy lấy giùm đi. Quên ba luôn. Hai phút và 20 mấy giây. Cái này là chất lượng luôn á, không là thịt bò chất lượng luôn á. Cái nước dùng nó là rất là chất lượng luôn á. Cái nước dùng nó là hết viên cái dàn ống của một con bò. Tỷ nó ra nhiều lắm.
hay rồi. À, 9 phút 4 mấy giây hoàn thành. Dữ thiệt. Thôi thằng ơi, em còn hơi nhiều. Anh ba giờ con một miệng cũng em cũng thua. Thôi thằng ơi. Hai anh em ăn lúc nào cũng vậy. Ngang 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 nhau. Nhầm bữa người này thắng, nhầm bữa người kia thắng. Chua. Hay thiệt. Ngon quá. Ngon quá anh. Rồi phần thưởng của anh đi Thế Hằng anh. Rồi lộn mẹ. Thằng ơi. Thằng uống nước à. Thằng cho anh cái cảm nhận em ăn cái món mì bò theo kiểu Đài Loan này, nó cảm nhận nó sao thế? Thơm ngon, nó giòn giòn. Thịt thịt đó. Dạ. Cái thịt bò nó có rút vô gia vị nó mềm nó ngon. Ngon anh. Rồi ok, vậy là mình cũng cảm ơn anh hai anh em đã nói, không biết nó thiệt nó chơi đây không? Thiệt luôn á. Thiệt quá ngon. Mấy anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác chị bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe, giàu năng, chào lắm.